tinh dầu hoa anh thảo, vitamin E hộp 180 viên Hàn Quốc, thần dược cho sức khỏe của mọi người. Tinh dầu hoa anh thảo từ lâu đã được xem là thần dược cho sức khỏe của mọi người, rất tốt cho sức khỏe của nữ giới. Không chỉ tốt về mặt thể trạng mà sản phẩm này còn giúp cho da, tóc, móng của chị em chắc khỏe. Ban đầu, sản phẩm chỉ được sử dụng bởi người dân bản địa châu Mỹ. Mãi về sau, nhờ các tác dụng tuyệt vời của nó mà loại tinh dầu này được sử dụng rộng rãi ở nhiều nơi trên thế giới. Sản phẩm đặc biệt mang lại hiệu quả rất cao cho chị em phụ nữ muốn duy trì sức khỏe và tuổi thanh xuân. Tinh dầu hoa anh thảo được chiết xuất chính từ hạt của loài hoa anh thảo. Đây là một loại hoa chỉ nở vào ban đêm và mọc nhiều ở vùng Địa Trung Hải, miền Nam châu Âu, chứa thành phần rất quan trọng đó là omega 6. Trong đó, tinh dầu hoa anh thảo 99,9%, vitamin E 0,1%, tinh dầu hoa anh thảo và dưỡng chất vitamin E thường được nhắc đến với tác dụng duy trì và điều hòa nội tiết tố nữ, trị mụn, giảm rụng tóc, giúp tóc khỏe đẹp, giảm đau bụng kinh, giảm cân. Trong tinh dầu hoa anh thảo và vitamin E chứa nhiều loại chất vitamin, các nguyên tố vi lượng. Đặc biệt, vitamin E có tác dụng đảo ngược quá trình lão hóa của tế bào, làm đẹp da, giúp sản xuất ra collagen duy trì độ đàn hồi, độ ẩm cho da, chống nhăn da, làm chậm mãn kinh, chống lão hóa da, cải thiện các triệu chứng khó chịu thời kỳ tiền mãn kinh và mãn kinh như căng thẳng, mệt mỏi, giảm trí nhớ, da khô, nhăn, nám, tàn nhang, bốc hỏa, đổ mồ hôi, rối loạn kinh nguyệt, tăng cân, khô âm đạo, giảm ham muốn, tăng huyết áp và cholesterol xấu. Tinh dầu hoa anh thảo và vitamin E giúp bạn giải quyết mọi vấn đề về sức khỏe. Có thể kể đến như tốt cho hormone, ngăn ngừa mụn. Tinh dầu hoa anh thảo tác dụng trực tiếp đến hormone của nữ giới. Axit béo và omega 6 có trong tinh dầu sẽ có tác dụng làm cân bằng nội tiết tố, ngăn ngừa mụn trên da, hỗ trợ sức khỏe tim mạch, tăng cường trí nhớ, kích thích ăn ngon, ngủ ngon, tăng cường khả năng hấp thu canxi, giúp xương chắc khỏe, dẻo dai hơn, kích thích nuôi dưỡng buồng trứng, tăng khả năng thụ thai, tốt cho giai đoạn chuyển dạ. Với chị em đang mang thai, uống tinh dầu hoa anh thảo đều đặn vào những tuần cuối của chu kỳ thai nghén sẽ giúp hỗ trợ cổ tử cung trong lúc chuyển dạ, ngăn chặn các trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Sử dụng viên uống tinh dầu hoa anh thảo thường xuyên sẽ giúp bạn có cảm giác thư giãn, dễ chịu sau những giờ làm việc và học tập căng thẳng. Để mua được sản phẩm tinh dầu hoa anh thảo, vitamin E hộp 180 viên Hàn Quốc chính hãng tốt nhất, quý vị vui lòng liên hệ Dược Dương Thư Group, hotline 090-116-8888, địa chỉ số 29 Nguyễn Bình Khiêm, đối diện Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương Hà Nội và hệ thống showroom trên toàn quốc Jinsan, Jamsan Korea. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại!